Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Thì trong cái kênh mấy cái kênh trong trong cái kênh trước của mình nhá, thì là mình bị gọi là bị không biết là video là bị hack hay là bị vi phạm bản quyền hay bị sao nữa, nhưng mà kênh bị mất rồi, bị khóa rồi. Bây giờ mình làm lại cái kênh mới này, thì mong mọi người sẽ ủng hộ lại cho mình. Thì mình mới tạo cái kênh này mới từ hôm qua thôi. Thì trong video trong cái kênh này thì mình cũng chỉ hướng dẫn anh em là đánh bài hát, đệm hát, intro bài hát, tất cả những kỹ năng đi làm show. Và bên cạnh đó thì mình có làm một số cái liên khúc nhạc cha cha hay trữ tình rumba gì đó, bắt đầu mình sẽ làm nhiều hơn để cho anh em nghe. Và những anh em nào đang học thì ủng hộ mình nhá. Và nên nhớ là khi mà mọi người xem video thì mọi người cho mình một like hoặc là một đăng ký kênh ở bên dưới nhá, sẽ có một chữ dòng đỏ dưới là đăng ký, như là nhấn chuông. Mọi người xác và chia sẻ cho mình nhá. Rồi, xin cảm ơn. Và hôm nay trong video lần này thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người học bài chiếc khăn piêu. Thì bài chiếc khăn piêu này thì mình sẽ đánh theo là tông thứ nha. Cái tông thì mình không nhớ tông gì, nhưng mà bài này là tông thứ đấy. Thì mình sẽ đánh là điệu ba sô đốt đấy, ba sô đốt, và tempo tầm khoảng 137 nha, 137 nhá. Bây giờ mình sẽ đánh cái lá thứ rồi, thì bây giờ mình sẽ đánh mẫu qua một lần cho mọi người. Bây giờ bắt đầu mình sẽ hướng dẫn cho mọi người cọc cái intro trước này. Cái intro bài này bắt đầu mình sẽ đánh là, bây giờ mình đọc nốt nhá, mình không có ghi nốt sao đâu nhá, mọi người cố gắng nghe nhá, người rõ nhá. Sẽ đánh là re re mi re, là re re mi re, re mi re, đô là mi. Tiếp lại là re re mi re, re mi re, đô sòn là. Đó, mọi người nghe lại nhá. Là re re mi re, re mi re, đô là mi. Là re re mi re, re mi re, đô sòn la. Rồi, xong, tiếp lại. Mi mi re, đô là mi. Mi mi re, đô sòn la. Con này đánh là hai lần là được. Mi 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 re đô la mi, mi mi re đô sòn la, mi mi re đô la mi, mi mi re đô sòn la. Được chưa? Rồi đó, mọi người nghe. Rồi câu tiếp cuối cùng là câu rằng này. Câu rằng là la la đô đô re re mi mi, đô đô re re mi mi. Re mi son mi la la. Đấy. Lại này. La la đô đô re re mi mi, đô đô re re mi mi, re mi son mi la la. Ok, thì bây giờ mình sẽ, quan trọng là cái bấm hợp âm này, quan trọng là các đoạn rằng là mình rằng vào nốt nào và không rằng nốt nào này. Bây giờ mọi người chú ý này, là rằng này, rằng hai cái nhá, tay 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 tay, thì cái hợp âm nó sẽ đi là đi lùi lại, la son fa mi bảy hết về la này. Mọi người nhìn tay trái của mình này. La bấm la thứ, la đô là không rằng nhá. La đô re là bỏ son này, re đánh hai lần. Thấy chưa? Re này, la đô re mí là không rằng, mí. Thấy chưa? Đô re mí đô tiếp này. Đô là bấm pha thơ chứ pha trưởng này. Đô re re
lần này re không bỏ, mi bắt đầu mới bỏ chuyển qua mi bảy, mi mi cũng hai lần thế, re mi so mi la la. Ok, bây giờ mình nghe mình đánh lại này, nó gọi là nó chuẩn chu không bỏ nhịp nhá, có nghĩa là mình giờ đánh chuẩn lại này. Xong cái intro của bài hát rồi, bây giờ mình sẽ đánh mẫu qua một lần và bắt đầu mình sẽ lấy bài hát, mình lấy cái bài hát mình ra mình đánh mọi người. Mình cũng không thuộc lời lắm đâu á, bây giờ mình sẽ đánh nha, đánh luôn một lần cho mọi người xem và mọi người sẽ học. Cho mọi người cách đánh intro bài hát và cái cách mẫu đánh của lời bài hát là như thế, thì mình rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả các bạn đang xem video này, hãy cho mình một cái đăng ký và một cái sub nhé, và xin chúc cho mọi người sẽ học thành công trong những bài học của mình dạy và xin cảm ơn. Và mình nói thêm là ví dụ mọi người cần gì mọi người cứ để comment ở bên dưới video, mình hướng dẫn tất cả mọi người nhé. Từ trong cái kênh mới này của mình thì mình sẽ cố gắng làm nhiều cái bài hay hơn, nhiều cái cách hay hơn để cho mọi người học nhé. Rồi, xin chào anh em.